Xin chào các anh ạ. Em sẽ livestream tiếp tục hai mẫu giày thể thao không cần buộc dây, hay còn gọi là hai mẫu giày thể thao lười ạ. Nãy thì em có livestream nhưng mà xin lỗi các anh là do bị mất mạng cho nên là em bị out ra. Bây giờ em lại vào livestream tiếp ạ. Em xin giới thiệu từng mẫu. Mẫu này thì là một mẫu giày thể thao có màu đen. Các anh nhìn thấy kiểu dáng của nó rất là đơn giản nhưng mà lại lịch sự và khá là sang. Đôi này sẽ giúp cho các anh cao thêm 5 cm đến đây ạ. Đấy. Và đôi này có bề mặt được làm từ da bò thật 100%, hay còn gọi là da bò nguyên tấm. Chất da rất là mềm và mịn, các anh có thể nhìn thấy là da của nó rất là mịn như thế này. Và đôi này cực kỳ mềm luôn ạ. Đế của đôi này được làm từ đế cao su nên là chống trơn trượt, chống mài mòn và đi rất là êm. Đôi này tuy là cao 5 cm nhưng mà cực kỳ nhẹ ạ. Trọng lượng của nó cũng chỉ bằng một đôi giày bình thường thôi ạ. Đấy, và kiểu dáng cũng rất là dễ đi và khá là trẻ trung ạ. Với những đôi giày lười không cần buộc dây như thế này thì các anh đi lại rất là tiện nhé. Không cần phải mỗi khi xỏ vào không cần phải buộc dây giày mà chỉ cần xỏ vào không thôi. Đấy, rất là trẻ trung và tiện. Đôi giày thứ hai này là đôi giày cũng được làm từ da bò thật nhưng mà nó có phần độc đáo hơn là nó được mix giữa da lì và đây là da lộn ạ. Cái phần đầu này là da lộn, còn đây là da lì. Và chất da của nó là chất da hơi sần. Phần đằng sau hậu này cũng là da lộn ạ. Đấy. Và đôi này cũng giúp cho các anh cao thêm 5 cm đến đây. Và đặc biệt đấy là da của đôi này cực kỳ mềm. Đấy, em có thể bóp như thế này được. Chất da rất là mềm và đế cũng mềm vô cùng luôn. Đế là đế cao su. Cực kỳ mềm, da mềm và đế mềm. Những đôi giày mà từ da màu thật như thế này thì bên em sẽ bảo hành cho các anh trong vòng 1 năm. Chất lượng về da và đế, nếu mà đế mà bị bong ra này hoặc là da mà bị nổ ra thì bên em sẽ đền cho các anh một đôi giày mới nếu mà bên em không bảo hành được. Và hai đôi này thì có giá là 1.450.000 nhưng mà hôm nay livestream thì em sẽ giảm giá 100.000, là chỉ còn 1.350.000 một đôi thôi, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Và khi mà các anh nhận hàng thì bên em luôn có quà tặng kèm theo cho các anh. Quà tặng có thể là một đôi lót này hoặc là một đôi tất. Và bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc, cho dù là các anh ở đâu, ở tỉnh nào đi chăng nữa thì bên em cũng miễn phí vận chuyển cho các anh. Nên là các anh yên chí ạ. Và yên tâm là sẽ được kiểm hàng trước khi thanh toán các anh nhé. Đấy ạ. Hai đôi giày này bên em đang có đủ size. Anh nào mà đi size nào hoặc là muốn mua đôi nào thì có thể inbox cho bên em để bên em tư vấn và gửi hàng cho các anh ạ. Chào các anh và chúc các anh một ngày vui vẻ ạ.